tại sao đây là bà hoàng ngôn từ giới tính gì? Là giới tính vậy đó. Chứ hai cái chữ chúa tể nằm chung với nhau nó không có tạo được sự nổi bật. Ông hoàng. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tại sao phải là bà hoàng? Không thích vậy. Không có thích như vậy. Lúc nãy chụp hình là cũng mấy chục mét này rồi. Hoàn toàn là bị ép buộc chứ. Ép buộc. Đúng. Đáp lại đi ha. Ông hoàng đi. Ok, đáp lại 2, 3. Và khẩu hiệu của đội chúng em đó chính là chúa tể hình thể. Chúng em xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình. Thì ở dưới tụi em cũng đã suy nghĩ một cái tên rất là hoành tráng. Đúng. Và đầu tiên là chúng em sẽ đọc một cái câu là khẩu hiệu của đội em. Đó chính là chú tể hình thể, bà hoàng ngôn từ. Chú tể hình thể. Tại sao đây là bà hoàng ngôn từ giới tính gì? Là giới tính vậy đó. Chứ hai cái chữ chú tể nằm chung với nhau nó không có tạo được sự nổi bật. Ông hoàng. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tại sao phải là bà hoàng? Không thích vậy. Không có thích như vậy. Lúc nãy chụp hình là cũng mấy chục mét này rồi. Hoàn toàn là bị ép buộc chứ. Ép buộc. Đúng. Đáp lại đi ha. Ông hoàng đi. Ok, đáp lại 2, 3. Và khẩu hiệu của đội chúng em đó chính là chú tể hình thể. Bà hoàng ngôn từ. Ủa? Gì vậy? Bà hoàng. Đó. Vẫn là bà hoàng. Thôi, không có cho cơ hội rồi. Sâu vào bên trong rồi. Cho cơ hội rồi vẫn vậy nha. Bên này à, Blacka và bên râu hãy thể hiện cái sự nam tính của chúng ta đi ạ. Nói cho họ biết đi anh Vinh. Hôm nay có dịp Blacka với râu cũng tới cái phim trường mình hơi sớm, khoảng 1 tiếng rưỡi, chỉ để suy nghĩ cái tên đội thôi và khẩu hiệu của đội. Nhóm đưa ra quyết định là nhóm đội của mình tên là đội này nè. Đội này nè. Và khẩu hiệu của nhóm chính là đội này không đậy nồi, luôn sẵn sàng đón nhận những cái mới từ chương trình Ngôn Ngữ Diệu Kỳ. Trời ơi, tôi chưa đọc tên đội. Tên đội gì ạ? À? Dạ. Tên đội của chúng tôi chính là trí tuệ nhân tạo. Ủa? Nó mới, nó cập nhật xu hướng thế giới, nó có gì đó nó hay, cắn vô não đồ này nọ. Ở lúc mình chơi thắng thì là trí tuệ nó ok. Nếu mà nó thua thì cài sai phần mềm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của chương trình Ngôn Ngữ Diệu Kỳ. Một từ kề hợp vuông. Vuông. Gõ cửa. Ở cửa. Dặn chốt. Cửa. Cửa. Đau đầu. 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 Chui chui. Chui chui. Hay quá. Nón. Lá. Nhã. Mũ. Qua. Chảnh. Hút. Thuốc. Bật lửa. Lại đi. Nhảy. Đốt phong long. Phân. Long. Đốt. Hết từ. Yeah. Các bạn vừa mới trả lời được 7 đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn băng và câu hỏi chính. Phương pháp đầu tiên các bạn trả lời là vuông. Chính xác. Phương pháp thứ hai các bạn trả lời là cửa. Phương pháp thứ ba các bạn trả lời là đầu. Phương pháp thứ tư chui. Phương pháp thứ năm đỏ. Phương pháp thứ sáu là mũ. Phương pháp thứ bảy là đốt. Chính xác. Các bạn đang mang về cho mình 70 điểm. Hãy đọc đoạn thơ sau. Vuông vuông, cửa đóng hai đầu, 100 đầu đỏ, lần hồi chui ra. Em nào không đỏ thì tha, em nào mũ đỏ đem ra đốt đầu. Đây là cái gì? Em xin được diễn tả bằng một hình thể. Nếu mà ai mà chơi đoán hay là chơi đố nhiều thì chắc chắn sẽ biết cái bài thơ này. Quẹt diêm. Đây. Hộp quẹt diêm. Hộp quẹt diêm.
Cậu định chơi tôi sao? Cảm ơn rất là nhiều. Đáp án của chúng ta đó chính là Thỏ Duyên Lộ Hải. Chính xác, Thỏ Duyên Lộ Hải. Vậy là sâu vào một với trí tuệ nhân tạo mà con người đã tạo ra thì các bạn đã húp trọn 170 điểm của chúng tôi. Xin chúc mừng các bạn. Đoán đúng là này nè, mà đoán sai là này nọ lọ chai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho đội này nè. Một phút bắt đầu. Máy lọn tóc. Mái đầu. Qua từ khác đi anh, không quay lại đó sao? Bắt. Mạ. Lớn. Nuôi trồng. Bự hơn. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mọc. Già. Bụng. Tròn. Chấm. Cái chấm. Rắn. Đội. Tam giác. Qua từ khác rồi. Chỉ. Em. Đèn. Ghim. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Ôi chữ này khó quá. Chúng ta sẽ đến với đoạn văn dành cho Black Ca. Chẳng lợp mà thành. Từ khóa đầu tiên các bạn trả lời là mái. Chính xác. Từ khóa thứ hai các bạn không trả lời được. Từ khóa thứ ba các bạn cũng không trả lời được. Từ khóa thứ tư là già. Từ khóa thứ năm là trắng. Từ khóa thứ sáu các bạn không trả lời được. Từ khóa thứ bảy các bạn trả lời là đen. Chính xác. Hiện tại các bạn đã có một đoạn văn. Chẳng lợp mà thành mái, chẳng chấm chấm mà chấm chấm đều, da thì trắng phau phau, chấm chấm thì đen kinh kít. Đây là cái gì? 9 8 7. Suy nghĩ đơn giản nhất. Tặng đơn em 3 giây. 4 3 3 2 2 1. Xin mời đáp án ạ. Tóc. Tóc. Tôi đoán vậy. Muộn rồi, hết thời gian rồi. Đáp án của Black Ca là gì? Dạ, đáp án em là tóc. Tự nhiên gọi dắt như vậy. Chắc phải nhận liền thôi. Có thể là tóc, hoặc có thể là khác. Râu, hoặc là nhiều thứ khác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem những từ khóa còn lại là gì. Từ khóa số 2 là gáy. Từ khóa số 3 là mọc. Từ khóa thứ 6, đòn. Chẳng lợp và thành mái, chẳng cấy mà mọc đều, già thì chẳng phong phong, non thì đen kinh kít. Với lời nhắc của Nguyễn Đình Vũ thì liệu có đem về số điểm dành cho đội này nè không? Và đáp án ta là mái tóc. Quá tuyệt hả? Đánh đồn các chủ rất nhiều. Không, mà hồi nãy giờ tôi muốn khởi kiện, tôi gặp tóc không à. Tôi mới gặp luật sư của mình, bạn này nói với tôi là lông mi. Lông mi. Lông mi là mà có mái lông mi. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu cái gì mà cứu? Kêu nãy giờ gì? Gợi ý cũng đem tóc ra gợi ý không à. Mọc cái ra không, râu cũng ra. Đội này nè, các bạn ghi về cho mình 140 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Ngôn ngữ diệu kỳ.
Chào mừng quý vị đang đến với vòng 2 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Đây là vòng 2, luật chơi cũng sẽ giống như vòng 1, cũng sẽ có 7 từ khóa. Và ngược lại, người nào đã diễn tả rồi thì bây giờ sẽ đoán, và người nào hồi nãy đoán thì bây giờ sẽ diễn tả. Các bạn ai muốn chơi trước? Muốn chơi trước không ạ? Chơi trước đi. Chơi trước luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thêm bạn, thêm vui. Thêm bạn thêm vui là như thế nào? Chúng ta sẽ có thêm một người bạn. Và người bạn của chúng ta là ai? Xin mời Dinosaur Khủng Long. Khủng Long có thể nói một cái lời nào đó đi ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thử rồi đó. Khủng Long nói là tôi rất thông minh, các bạn hãy tin vào tôi. Nhưng mà Khủng Long chỉ đứng đây và hỗ trợ các bạn thôi. Người chơi chính vẫn là các bạn nhé. Dạ. Sẵn sàng chưa Black Car? Sẵn sàng rồi ạ. Một phút dành cho bạn, bắt đầu. Ảo. Mông. Không phải, nhìn kỹ. Móng. Không phải, hãy nhìn kỹ lại. Móng. Da. Ni lông. Qua nha. Khỏe. Đô. Bự. Chân. Dậm. Dày. Hồng. Chưa chính xác. Màu hồng. Bụng. Da. Khỏe. To. Bự. Nghe cái từ này khó. Tử tạ. Thể hình. Hình thể. Hình thể. Hình thể. Con người nó có cái gì? Tâm và trí và cơ thể. Cơ thể số 1. Buông râu. Qua luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn văn dành cho Vinh Râu. Số 1, các bạn trả lời là áo. Từ khóa thứ 2, các bạn trả lời là mỏng. Từ khóa số 3, các bạn không trả lời được. Từ khóa thứ 4, các bạn trả lời là giày. Từ khóa số 5, các bạn trả lời là màu hồng. Từ khóa số 6, các bạn không trả lời được. Và từ khóa số 7, các bạn không trả lời được. Hiện tại các bạn đã có một đoạn văn là áo ngoài thô mỏng .. sòng, áo trong dày mịn màu hồng xinh tươi .. trắng đẹp tuyệt vời, cùng ngô .. lúa nuôi người khỏe no. Cùng ngô với lại lúa là đây, chỉ có lương thực thực phẩm thôi. Là củ gì? Xin mời đáp án của bạn ạ. Dạ, củ củ khoai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm những từ khóa mà các bạn đang bỏ sót. Từ khóa số 3 chính là nâu sòng. Từ khóa số 6 đó chính là thân hình trắng đẹp tuyệt vời. Từ khóa số 7 đó chính là khoai. Và đáp án của chúng ta đó chính là củ khoai mì hoặc là sắn. Đúng rồi, vậy là đúng rồi, có chữ khoai. Nhưng mà không chính xác, tại vì khoai nó có nhiều loại khoai. Sau vòng 2 thì các bạn mang về cho mình được 40 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội trí tuệ nhân tạo. Xin mời các bạn. 3, 2, 1, 1 phút bắt đầu. Bự, người. Bao nhiêu chữ? Đồ sộ. To. Đồ. Ngực. To. Béo. Đồ. Lướt. Lướt. Mấy từ. Xanh. Mấy từ. Một. Sao. Một.
cay vị, nóng vị. Nóng, chua, ngọt, đường, chua, ngọt. Ủa? Gì vậy? Trời ơi. Mấy chữ, mấy chữ. Thơm, mùi thơm, hương thơm. Ngon, ngon thơm, thơm ngon. Thẳng, thể hình, cơ, thể hình, cơ bắp, ngực, nở, phun, dày. Hết giờ. Lực lượng. Bất cứ một cái từ ngữ nào thì anh Tú thì không nói đi ha, nhưng mà chú khủng long của chúng ta cũng làm vậy á. Từ nào khủng long cũng gãi hết. Ai tôi không đẹp gì vô bộ đồ á. À, bộ thông minh. Hiện tại con khỉ. Để nó giống giống cái từ đó. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa dành cho Nguyễn Linh Vũ. Xin mời nha. Từ khóa đầu tiên các bạn trả lời là mắt. Từ khóa thứ hai các bạn không trả lời được. Từ khóa thứ ba các bạn trả lời là ăn. Từ khóa thứ tư các bạn trả lời là xanh. Từ khóa thứ năm các bạn trả lời là xào. Từ khóa thứ sáu các bạn trả lời là ngọt. Từ khóa thứ bảy các bạn trả lời là thơm ngon. Hiện tại các bạn đang trả lời được 6 trên 7 từ khóa. Mắt đầy quanh, chấm 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 mới kỳ. Muốn ăn phải bỏ mắt đi quá mà. Xanh thì xào thịt đậm đà. Chín thì ngọt liệm, ăn thì thơm ngon. Đây là trái gì? Câu trả lời của chúng tôi đó chính là trái thơm 10 giây. Gọi là trái khứa. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Khớm khớm khớm, dòng họ nhau. Ừ, trái thơm, trái dứa, trái khứa, trái... Cái trái khứa là trái gì? Khứa là khứa nè. Trái thơm á. Thấy xào với thịt bò ngon lắm. Ăn cái đó xào thịt bò với cà chua, xào lên nhẹ. Xong cái chấm với nước tương, ớt, thêm miếng muối chanh vô. Đó là suy nghĩ của các bạn. Từ khóa số 2 đó chính là thần mới kỳ. Mắt đầy quanh thần mới kỳ. Muốn ăn phải bỏ mắt đi quá mà. Xanh thì xào thịt đậm đà. Chín thì ngọc liệm, ăn thì thơm ngon. Đáp án của chúng ta đó chính là trái. Có phải trái khứa không ạ? À? Thơm, câu trả lời của Vũ là thơm, nó khứa. Trái thơm là đáp án của Nguyễn Đình Vũ. Và đáp án của chương trình đó chính là... Chính xác. Chính xác. Yeah. Trái dứa với trái khớm mà qua trái khứa luôn, thấy chưa? Hay trái quá. Trái khớm, trái thơm hay trái dứa. Hiện tại sau vòng 1 và vòng 2, đội trí tuệ nhân tạo đúng là có trí tuệ nha. Cho nên là các bạn có 330 điểm. Đội này nè, các bạn cũng có trí tuệ nhưng mà không có nhiều người tạo nên lắm. Các bạn có 180 điểm cũng rất cao rồi. Không sao. Có này như có nè thôi à. Cái hai đứa. Nhưng mà ở vòng tiếp theo sẽ là vòng quyết định, bởi vì chỉ có một đội được mang số điểm 200 điểm về cho các bạn thôi. Cho nên các bạn hãy cố gắng lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Ngôn ngữ diệu kỳ.